Cô rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Bão Ngược Gió, tác giả Miên Lam. Nhân tập cuối rồi, Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều vì đã lắng nghe bộ truyện này từ tập 1 cho đến tập 11 này. Và nhân đây, Khôi cũng xin cảm ơn... Khôi không biết là phát gọi bằng cô, bằng chị hoặc là bằng anh như thế nào, cho nên là cho Khôi xin phép, được mạn phép Khôi gọi tên không thôi nghe. Khôi xin được cảm ơn Hồ Tuy và xin được cảm ơn Chip đã ủng hộ cho Khôi. Rất cảm ơn hai bạn đã ủng hộ cho Khôi à. Và Khôi có để phần thông tin của số tài khoản và PayPal của mình ở cuối các clip. Thì cô chú anh chị mà có ủng hộ Khôi thì... nhắn cho Khôi cái tên á, để Khôi tiện Khôi đọc á, để Khôi cảm ơn. Khôi cảm ơn rất nhiều ạ. Và ngay bây giờ Khôi xin phép được bắt đầu tập cuối nhé. Kiều Oanh gõ cửa một tiếng rồi đi vào phòng tổng giám đốc. Tường ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ta, không nói gì, tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Kiều Oanh đứng yên ngắm nhìn Tường, dáng vẻ làm việc vô cùng thu hút. Sao ngày trước mình lại không nhận ra? Mấy tháng nay làm bồ nhí của vị đại gia, tuy có tiền tiêu xài thoải mái, nhưng không thể nào có cảm giác được yêu thương như ngày xưa. Tất cả là tại bà Diễm. Bà ta sắp xếp tất cả mọi chuyện. Nếu không phải là bà ta, thì giờ này mình đã là phu nhân của chiếc ghế kia. Anh! Gọi chức danh, tôi không quan hệ gì với cô. Tổng giám đốc, em... Không có chuyện gì thì biến ra ngoài. Tổng giám đốc, em... Em nhớ con, em muốn gặp... Tường dừng hẳn việc đang làm dở, đưa đôi mắt sắc lẹm lạnh toát nhìn thẳng vào đồng tử Kiều Oanh. Xương hàm của Tường nổi lên cương nghị và có chút tàn ác, khiến cô ta rụt người lại. Nhớ đến lần bị bóp cổ, mồ hôi trên trán Kiều Oanh rịn ra. Ai cho cô gọi chúng nó là con? Anh, em đẻ ra nó. Cầm, hàng đẻ ra nó. Anh à, nó đã bỏ anh đi rồi mà anh còn hàng hàng sao? Mắt anh mù rồi. Tôi mù nên mới từng yêu loại như cô. Cút ra ngoài, nhanh. Anh Tường, em sẽ quan hợp đồng mang thai hộ lên mạng. Anh không bảo vệ được nó đâu. Tường xoáy ánh mắt rực lửa vào Kiều Oanh. Cho cô biết một điều, hợp đồng mang thai hộ ở Việt Nam không có giá trị. Hai con tôi quốc tịch Hà Lan, tôi có thể di lý sang nước ngoài để xử bất cứ lúc nào. Mà cô biết rồi đấy, Hà Lan mang thai hộ quá là bình thường. Cô cứ kiện đi, sẽ được vào nhà đá cùng với bà mẹ xáo quẹt của cô đấy. Kiều Oanh ngớ người thản thốt. Anh nói dối. Chúng tôi không phải loại người lấp liếm như cô. Anh dám chạy chọt. Anh có biết ai đứng sau lưng tôi không hả? Có biết ông Chu Hùng Vĩnh không hả? Ánh mắt Tường lóe lên. Anh thản nhiên cười khẩy. Kiều Oanh cảm thấy nụ cười đó kỳ dị đến rung người. Ok, cứ về bảo ông Vĩnh che chở cho. Cần thiết tôi phái thằng Hải đến dạy cách kiện thế nào để nhanh vào tù nhất. Anh nhấn phím máy bàn. Bảo vệ đâu? Lên phòng hút đống rác dứt cho tôi. Anh Tường, anh được lắm. Không ngờ có ngày anh lại mất dạy với em như vậy. Anh chờ đó, em sẽ cho anh và con kia vào tù. Kiều Oanh đi ra khỏi phòng giám đốc, đã thấy hai bảo vệ đi đối diện, lửa hận bừng bừng, dội vàng gọi cho bồ già khóc lóc ỉ ôi. Rồi mắt mình bị ức hiếp. Tường mở rộng cửa kính. Mùi hương nước hoa của Kiều Oanh khiến anh đau đầu không thể chịu nổi. Cô ta vẫn luôn là một người phụ nữ tham lam, không từ bỏ bất cứ lợi ích gì bên cạnh, bao gồm cả tình cảm. Cô ta nghĩ mình thông minh, nhưng thông minh không lại với trời. Anh bấm điện thoại cho Tú. Con Oanh đang cặp với thằng già nào đó tên là Chu Hùng Vĩnh, xử lý giúp tôi vụ này đi. Này này này, ông vừa phải thôi nhé, tôi đang cho thằng Mít bú đây này, lên xách con về ngay. Mai lên, làm đi,
Không thì tôi lại báo đội quản lý thị trường đến thăm Diamond Bar bây giờ đấy. Tổ sư, tao đại ca mà phải sợ một thằng luật sư hả? Tường đưa máy ra xa lỗ tai để khỏi nghe Tú chửi. Trong video, Mết đang ôm cứng cánh tay Tú đòi ăn. Tú một tay cầm bát súp, một tay cầm điện thoại chửi rủa inh ỏi. Thằng cu bóp bên cạnh dỗ na. Hai đứa chẳng thèm nhìn ba một chút nào. Ấy vậy mà mẹ hàng gọi một cái là lao đến ngay. Tường nhìn ra đường chân trời đang lóe sáng. Phải rồi, vì cô ấy là mẹ của hai đứa mà. Bà Diễm bị xử tội trốn thuế, cộng với làm giả di chúc, cố làm hư hại tài sản của người khác, tổng cộng nhận 10 năm tù. Toàn bộ nhà cửa tài sản đều bị tịch thu để truy thu thuế. Bà Diễm qua mấy tháng tù thôi mà chân tóc đã bạc, hai bên thái dương má hốt lại, da dẻ không được chăm dưỡng chảy xệ xuống cằm. Cả cuộc đời bà ta sống trong sung sướng, giờ mới thấm hết cái khổ trong tù. Vừa vào đã bị các chị đại đánh cho mấy trận thừa sống thiếu chết, rồi sau đó đỡ hơn thì thành chân sai giặc của cả phòng. Bà Diễm chết khiếp, sống giật giờ như cái bóng leo lát. Bạn tù này đi qua ngứa mắt đá một cái, bạn tù kia đi qua tát một cái. Buổi ngày còn đỡ, ban đêm mới thực sự là cơn ác mộng với bà ta. Ổ gái trong tù cho bà ta biết thế nào là quan hệ ô môi. Hết đứa này đến đứa khác giày dò suốt đêm. Đến tờ mờ sáng, bà ta rũ rượi như xác sống đổ xuống giường gạch lạnh tanh thì đã nghe tiếng kẽn tập trung lại, phải lê thân dậy làm việc. Ngày nào cũng như vậy, bà Diễm tưởng chừng như mình không phải là người nữa. Kiều Oanh vẫn ở căn hộ của người tình, tắm rửa thơm tho sạch sẽ để gột hết cái mùi trại giam, rồi thay một bộ váy sexy nằm chờ sẵn. Hôm nay ông ấy sẽ đến. Hàng tuần cứ thứ tự 2-4-6 như vậy, 3-5-7 Kiều Oanh lại có thời gian lên ba nhảy nhót. Cuộc sống ấy thế mà vui. Cuộc sống đúng với bản thân mình, chẳng cần che đậy thân phận hay bày mưu tính kế làm gì cả. Kiều Oanh nghe tiếng mở cửa, dán cao váy ngủ, quay mặt vào ghế sofa, bày ra một tư thế chờ chồng ngủ quên, cực kỳ khiêu gợi. Mãi chẳng thấy bàn tay thô tục quen thuộc nên vội vàng quay ra. Đập vào mắt là một người phụ nữ như mệnh phụ phu nhân, nhưng có tướng tá của một hoạn thư. Kiều Oanh đã thấy người phụ nữ này qua ảnh, giờ diễn kiến run như cầy sấy. Bà nhầm nhà rồi. Hai thằng kia nắm cổ nó cho chị, lột hết đồ, cạo đầu bôi vôi. Ê, chị em không phải. Con đổn lì này, mày cãi hả? Ngôi sao rớt xuống hố phân, mẹ tù cha tội, còn dám đi cướp chồng người khác. Các em đánh đi, quay clip tung lên mạng cho chị. Kiều Oanh sợ hãi ôm đầu la hét. Chị tha cho em xin chị, em không dám. Là anh ấy dụ em. Em xin chị. Hai thằng đầu gấu giữ hai bên, một thằng xén tóc, một thằng lột đồ. Tiếng gào thét của Kiều Oanh cộng với tiếng chửi the thé của vợ ông Vĩnh càng làm cho chúng hăng tiếc. Phu nhân của ông Vĩnh đi khắp một lượt căn nhà, quay từng góc, rồi lục tủ lục túi thu sạch trang sức, tiền bạc, thẻ ngân hàng. Đến khi Kiều Oanh không còn sức chống chọi thì bị lôi ra vớt ngoài cửa cùng đóng quần áo. Vợ ông Vĩnh đá mạnh một cái vào đầu Kiều Oanh rồi đóng cửa lại, thả một câu: đừng để tao thấy lén phán với ông Vĩnh, sẽ không có chuyện nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Kiều Oanh ôm nỗi nhục nhã ê chề từ thân xác lẫn cõi lòng, trồng tạm quần áo vào người rồi lết ra đường. Ánh đèn buổi đêm lấp lánh, nhưng dường như chẳng còn chỗ nào dung thân nữa. Tường rời sân bay lúc trời vẫn còn nhập nhoạng chưa sáng hẳn. Trong khi thời tiết mùa đông ở Hà Nội vẫn một màu xanh ngang ngát, thì ở vùng đất này, băng tuyết đã rơi nhẹ nhẹ, phủ trên cành cây ngọn cỏ. Dạng dợt vẫn đang chìm vào bóng tối buốt giá và quạnh hiu. Tường nắm chặt vali không rời, sợ lại thất lạc như lần trước. Anh bật cười nhớ lại. Lần đó nếu không bị lạc mất vali, thì chăng anh và Hằng cũng không thể nào nên duyên được. Anh tạt về nhà thả hành lý
rồi lấy xe lái qua biên giới Bỉ đến Bruxelles. Hôm nay hàng thi tốt nghiệp, anh đứng ở khuôn viên trường nghệ thuật Lê Cát chờ đợi, trái tim đập rộn ràng trong háo hức. Trời về trưa, tuyết bắt đầu ngưng lại, ánh nắng càng lúc càng ấm áp. Hằng bước xuống bậc tam cấp của giảng đường, thấy cả người bồn chồn hồi hộp. Cô ngước mắt lên nhìn trời. Hôm nay có nắng vàng rất đẹp, bài thi cũng làm rất ổn, mà sao lại có cảm giác này nhỉ? Hằng nhảy cốc hai bậc tam cấp xuống sân trường. Làm sinh viên thật sự rất vui vẻ, không cần phải lo nghĩ kế sách như kinh doanh. Cô lại nghĩ đến anh, vừa phải cầm lông len lại vừa lo công việc ở văn phòng luật, hẳn là rất mệt mỏi. Vậy mà cô học mãi chưa xong. Nhất định sau khi tốt nghiệp, cô sẽ về gánh vác cùng anh một nửa. Tường đứng đợi cả tiếng đồng hồ. Lá phong trên đầu đã ngả màu đỏ sậm, ngọn núi cũng đỏ rực một màu. Hằng thường chụp ảnh chỗ này, hẳn là giảng đường của cô ấy cũng gần đây. Tường mong mãi, sinh viên từ giảng đường tràn ra, chen chúc, náo nhiệt và ồn ả mà vẫn chưa thấy người đâu. Đến khi thấy Hằng nhảy cốc từ xa, anh cười rộ lên. Cô gái của anh chìm trong nắng vàng, ánh sáng lấp lánh chiếu trên má lốm đồng tiền sâu thẳm. Áo khoác màu kem hơi tung bay theo gió, tựa như thiên sứ dương cánh muốn bay lên. Đây mới đúng là độ tuổi của Hằng, rất hồn nhiên và năng động. Ai nói đã hai con rồi nhỉ? Như cô thần giao cách cảm, Hằng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tường, ngạc nhiên đến độ ngẩn người ra. Sao lại có thể là anh? Hôm kia còn nói bận rộn lắm, không gọi điện thoại được cơ mà. Sao thế? Chồng em đến mà không chào đón à? Hằng lao đến như một con chim nhỏ. Những bước chân mạnh mẽ sải dài cùng hai cánh tay ôm chặt lấy Hằng khiến cô bật khóc. Cô đã từng sợ biết bao, họ sẽ không thể trùng phùng. Nơm nớp lo sợ, ông trời sẽ không cho họ cơ hội. Nhưng giờ thì anh đã ở đây. Sóng gió trên đầu không còn nữa. Tường dùi môi vào mái tóc cô, cảm giác chân thực nhất và mềm mại nhất trong vòng tay mình rất tuyệt diệu. Giọng nói anh đã khàn đột vì xúc động. Hằng của anh, nhớ em muốn chết rồi. Hằng có nhớ anh không? Có nhớ chứ, em cũng nhớ anh muốn chết rồi nè. Tường nâng cầm cô lên, dịu dàng, yêu thương, trân trọng và đau xót gạt những sợi nước mắt ngắn dài trên gò má nóng hổi. Anh ngắm thật kỹ những ngày tháng qua, Hằng có thay đổi gì không? Xinh đẹp hơn, mềm mại hơn và anh có cảm giác yêu anh nồng nàn hơn. Gương mặt của cô cứ như một đứa trẻ, tròn trịa và mềm mại như trăng. Tường cười áp mạnh xuống, cắn nhẹ bờ môi rồi thả ra ngắm nhìn, mọng đỏ tròn căng như quả hạnh đào. Anh xin lỗi để em chờ lâu. Đáng ra anh phải sang với em lâu lắm rồi. Anh sợ nhìn thấy em, anh lại không về Việt Nam được nữa. Em không trách anh, là em không đủ mạnh mẽ để anh phải xử lý mọi việc một mình. Việc đó phải là của đàn ông. Em xoay sở học hành á, lại lo chuyện bộn bề giấy tờ bên này là đủ lắm rồi. Mệt lắm đúng không? Hằng lắc đầu. Ban đầu thì mệt, giờ gặp anh á, hết rồi. Mọi việc đã xử lý êm đềm, mình không cần lo lắng gì nữa. Đi với anh đến chỗ này nhé. Ơ, đi đâu cơ? Để em về ký túc xá cất đồ. Không cần, đi với anh rồi mình về nhà luôn. Anh đi xe mẹ Vân đến. Tường kéo Hằng ra ô tô, xe dút qua hàng cây đã trút lá, chỉ còn những cành khẳng khiu. Hàng ngày Hằng đi học bằng xe bus, cũng đi qua con đường này. Bao lần cô thẫn thờ nhìn lên hàng cây sồi, cảm giác cô đơn buồn bã không thoát được. Vậy mà bây giờ cô lại thấy khẳng khiu, đáng yêu đến lạ. Phải chăng vì yêu, dạng dợt đều bừng lên sức sống. Cô quay sang nhìn anh, không nhận được môi cong. Tường cũng không thu được nụ cười trên gương mặt. Không khí ấm nồng hạnh phúc. Yêu là vậy, chẳng cần phải nói, chỉ cần nhìn đã choáng ngợp không gian rồi. Tường dừng lại ở cánh đồng hoa tím ngoại ô thành phố. Hằng kinh ngạc sửng sốt. Tường biết mình thích hoa thạch nam. Sao anh tìm được đồng hoa này vậy? Em cứ nghĩ chỉ Hà Lan mới có. Ngay từ khi nhìn thấy ảnh chụp của em là anh đã vào cuộc săn lùng rồi. Mà lúc đó em cứ để ý thằng dâu rừng. Hằng phì cười.
mới gặp lại mà đã ghen rồi. Lâu nay bộn bề bận rộn, chẳng có thời gian mà ngắm hoa hay bất kỳ thú vui giải trí nào khác. Bây giờ cô phải tận dụng. Hằng đứng giữa cánh đồng hoa, gió thổi hương hoa vào lòng ngực thơm mát. Tường đột nhiên quỳ một chân xuống, trịnh trọng lấy ra hộp nhẫn, đưa lên trước mặt Hằng. Hằng à, em có đồng ý cùng anh đi đến hết cuộc đời không? Hằng nhìn anh cười rạng rỡ, không cần do dự, cô trả lời. Em đồng ý. Chiếc nhẫn được lồng vào tay, ánh nắng chiếu qua viên đá lấp lánh đẹp như nụ cười của Hằng. Ánh mắt cô long lanh, đắm chìm trong tình yêu của anh. Anh thủ thỉ: em có biết hoa thạch nam có ý nghĩa gì không? Hằng lắc đầu, cô chưa từng tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa này. Đơn giản nhìn thấy nó là loài hoa dại, song không mong manh mà mãnh liệt, nên cô rất thích. Nó tượng trưng cho sự độc lập, may mắn, đoàn kết, chở che và là nỗi niềm thương nhớ. Nó rất giống tính cách của em, dù bao nhiêu vết thương chồng chất nhưng không bao giờ chịu tàn lụi rụng cánh. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, mang tình yêu của một người mẹ đến cho hai đứa con. Nhờ em mà anh biết thế nào là một tình yêu ý nghĩa. Mít Na mới có một người mẹ thật sự. Anh hứa đời này sẽ chỉ yêu một mình em, sẽ làm cho em cười mỗi ngày, mang lại cho em cuộc sống tốt nhất. Hằng xúc động đến mức rơi nước mắt. Qua bao nhiêu sóng gió và vết thương lòng, cô đã có một người sẵn sàng xoa dịu và chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc đời. Ở bên cạnh anh, cô thấy mình như vừa ở ngoài khơi sóng to gió lớn, bỗng tìm được bến bờ phẳng lặng, ấm áp, bình yên. Cảm giác đó thật sự cuốn hút và đốt cháy trái tim nóng rực. Sao có thể bỏ qua một người đàn ông như vậy? Hằng vùi vào ngực anh, Tường cởi áo khoác, ôm cô trong lòng. Anh thật sự say mê cảm giác cô lọt thỏm trong lòng mình, như của riêng mình, không ai có thể chạm tới. Chiếc áo khoác tỏa mùi hương quen thuộc, mùi nước hoa lẫn với hơi ấm của anh khiến Hằng như liệm đi trong hạnh phúc. Đã lâu không gần gũi, nụ hôn của anh lại ập đến. Trong tích tắc, đầu óc cô choáng váng. Rồi cứ thế cô vòng tay ôm, cùng anh đắm say bồng bềnh trong ngọn sóng tình yêu. Trao nụ hôn ngọt ngào, biến cái lạnh tê tái thành vô nghĩa. Trên cánh đồng, hoa thạch nam tím nâng niu ve vuốt dưới bàn chân. Gió chắp cánh đưa tâm hồn hai người yêu nhau bay lên cao mãi. Xe vừa đến cổng homestay, Hằng đã vội vàng bước xuống chạy thẳng vào sân, gọi lớn. Mít Na ơi, Mít Na của mẹ đâu rồi? Mẹ Hằng, mẹ Hằng. Hai cục bông tròn chạy ào ra, âm thanh trong trẻo dễ thương vang cả góc phòng, khiến ai cũng phải yêu. Hằng giang tay ôm hai con vào lòng, mùi da thịt non tơ này tràn vào trong khoang mũi của cô. Nhớ quá, nhớ mùi thơm của con đến nghẹt thở. Nước mắt cô không nhịn được trào ra. Cún của mẹ ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bà không? Hai đứa trẻ gật đầu lia lịa. Hằng dùi mặt vào ngực con nấc lên. 6 tháng để con ở nhà, giờ đã lớn thế này đây. Na cố lau nước mắt trên má mẹ. Âm thanh non nớt bập bõm của hai con càng khiến Hằng khóc nhiều hơn. Mẹ Hằng, Mít yêu mẹ Hằng. Na cũng yêu mẹ Hằng. Mẹ cũng nhớ hai cú lắm. Mẹ nhớ lắm. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Bà Hiền và Tường đứng nhìn ba mẹ con ôm nhau, cũng mũi lòng cay cay sống mũi. Hằng đặt hai con xuống, đứng dậy nhìn mẹ một lượt. Mấy tháng trước mẹ đi lại còn khó khăn, giờ mẹ khỏe thế này còn gì mừng hơn nữa. Mẹ, con về rồi.
Từ nay con sẽ về Việt Nam, không đi đâu nữa. Con xin lỗi mẹ, thời gian vừa qua con để mẹ nhọc nhằn rồi. Con đã hoàn tất việc học như đã hứa. Lần này là thật, con không nói dối mẹ nữa đâu. Bà Hiền mỉm cười vuốt tóc con gái. Con gái bà trưởng thành thật rồi. Nó đã là một người mẹ, biết yêu thương, biết lo lắng cho người khác. Mẹ, con thương Mít Na. Mẹ... Hằng dè dặt. Bụ bẩm đáng yêu thế này, làm sao mà mẹ nỡ từ chối chúng được. Suốt ngày gọi bà ngoại, giỏi lấy lòng lắm cơ. Hai đứa quấn bà hơn cả ba nó. Tường cũng gọi mẹ là mẹ rồi. Hằng nhìn hai đứa trẻ, rồi lại nhìn mẹ, không nhịn được, bật khóc. Cuối cùng, qua bao khó khăn, mẹ cũng mở lòng. Những ngày tháng ở bên kia, cô biết Tường dẫn hai đứa con lên gửi mẹ, nhưng cô không dám chắc mẹ có chấp nhận để cô làm mẹ của hai đứa hay không. Giờ nghe mẹ nói câu này, cô mới trút đi được tảng đá đè nặng trong lòng. Tường đi lên, lau nước mắt cho Hằng. Mẹ Hằng lại mềm yếu rồi, gặp lại Mít Na phải vui chứ. Anh đã hứa với mẹ không để em phải khóc. Như thế này là mẹ đuổi anh khỏi nhà đấy. Nào, để anh bế con. Em vào thay quần áo nghỉ ngơi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng mệt rồi. Hôm nay anh sẽ làm đầu bếp. Mẹ Hiền đã dạy anh một số món em thích. Lát nữa em thử nhé. Hằng không thể nghỉ ngơi được. Người ta nói hạnh phúc nhất khi được đặt chân về nhà. Cô hít thở không khí trong lành ở quê. Dắt tay hai con đi xung quanh homestay ngắm nhìn. Nó đã được thiết kế đúng như cô mơ ước. Có gác vọng lau, có hồ cá koi, dàn hoa tigon bám dọc tường rêu phủ. Hằng nhìn vào bếp, thấy Tường đang đeo tạp dề, tay cầm đũa vô cùng chuyên nghiệp. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng nghiêng đầu, trao cho ba mẹ con anh ánh nhìn âu yếm. Hằng cười lại với anh, người đàn ông của cô đã chuẩn bị chu toàn thế này. Anh đích thị là siêu nhân đến với cuộc đời cô. Buổi chiều, ba mẹ con quấn quýt ngoài vườn cây hái quả. Tường cầm theo một cái rổ đi sau. Mẹ con hái quả nào, ba lại hứng rổ quả đó. Tường bỗng ước một cuộc sống bình dị thế này. Có vợ đẹp con ngoan sống yên ổn, không còn sóng gió thương trường nào nữa. Anh, em muốn cầm long len vài năm nữa. Đủ tiền lo cho tương lai của hai chúng mình. Rồi sau đó quay lại ngành thiết kế và làm homestay để còn có thời gian chăm con nữa. Em muốn làm gì cũng được, đi làm mệt quá thì nghỉ ngơi, anh lo được cho gia đình mà. Tường nhìn ba mẹ con ríu rít hái nho, nghĩ lại thời gian Hằng mang bầu khổ sở, không muốn cô sinh thêm con nữa. Song anh sợ cô chạnh lòng, vì hai đứa trẻ này dẫu mang nặng đẻ đau nhưng không cùng huyết thống. Tường đón chùm nho trên tay cô, nhìn Mít Na thích thú chạy tung tăng trên những luống hoa, gạt lọn tóc buông dài trên má. Những ngày sau đó, đám cưới được gấp rút chuẩn bị tại May Homestay. Hằng muốn tổ chức gọn gàng với người thân và bạn bè. Nhưng Tường thì khác, anh muốn dành cho cô một lễ cưới thật lộng lẫy. Cả homestay được trang hoàng bằng một màu tím nhạt, tái hiện đồng hoa tím ở đất nước Hà Lan xinh đẹp. Những chiếc khăn von phủ tím phủ khắp lưng chân đồi. Background chiếu ảnh cưới của hai người ở thung lũng Hoa Thạch Nam. Tiếng nhạc Marry Me nổi lên. Tường nắm chặt tay Hằng, vợ anh cưới mà run bắn thế này. Anh mỉm cười trấn an, nói nhỏ vào tai vợ. Nếu chưa quen thì năm nào mình cũng cưới lại nhé. Em chỉ cần cưới một lần, yêu ngàn lần thôi. Chuyện này anh làm được. Cặp đôi bước ra, quan khách ồ lên trầm trồ. Bước chân thanh thoát của cô dâu dưới ánh nắng chiếu rực rỡ. Chú rể đi bên cạnh trầm tĩnh, chín chắn, thi thoảng lại nhìn sang cô dâu dịu dàng. Hai bé con mũm mĩm đi sau, xinh như thiên thần hạ thế. Gia đình này đúng là cực phẩm. Tường lòng nhẫn cưới vào ngón áp út. Chẳng cần đến lời tuyên thệ của chủ hôn, anh nhìn vào đáy mắt long lanh trong suốt của cô. Em có đồng ý ở bên cạnh anh và con không? Em đồng ý. Trong ngày cưới, dường như cô dâu cũng khóc. Nhưng hôm nay, Hằng không rơi một giọt nước mắt nào cả.
Bao sóng gió đã lấy đi của cô quá nhiều nước mắt. Bây giờ bước sang một con đường hạnh phúc, phải cười thật tươi. Hằng cười rạng rỡ, ôm anh trao nụ hôn nồng cháy. Ánh sáng chiếu qua nụ hôn rực rỡ của hai người. Quan khách bên dưới cười rộ lên. Mít Na thấy bố mẹ hôn nhau, reo hò ầm ĩ. Bên dưới, dì nụ suýt xoa. Trời ơi, giá mà tôi trẻ lại là tôi cũng có cái đám cưới như vậy rồi đấy. Chú Thu nhìn cặp đôi trên kia, biểu môi. Chúng nó chỉ được cái trẻ thôi, chứ tình yêu làm sao nồng cháy như chú dành cho em Bích Nụ được. Em Nụ yên tâm, anh đặt khách sạn còn hơn cả thằng Tượng ấy chứ. Nhưng anh vừa bé vừa lùn một mẫu, làm sao mà soái ca như thằng Tường được. Tú bên cạnh nháy mắt lia lịa với chú Thu, mà chú cứ đơ người ra, không biết phải đáp thế nào. Ôi dào, ả có cái ao trưởng tộc, anh có cái gọc chè chung, vậy chê chúng nhà cháu cái gì? Nhiên hết hồn, véo hông chồng, cái mồm vô duyên, không chịu được. Dì ơi, chồng cháu không giỏi ca dao tục ngữ đâu. Anh ấy thấy đâu nói đấy vậy thôi à. Chúng nhà cháu là cực phẩm đấy à. Người đàn ông chung tình dũng mãnh mà lại kiếm ra tiền. Vậy mà không hốt nhanh là hết lượt đấy. Chả biết được. Đòi mặc cái váy cưới màu hường không cho. Chả hiểu vợ gì hết. Chưa biết có đi được đến chợ không. Hay đã hết tiền chưa mà dũng mãnh. Dì Nụ than vãn. Chú Thu toát mồ hôi hột. Dì Nụ cứ đòi mặc váy cưới màu hường. Mà hàng đã đặc biệt thiết kế cho dì một bộ màu trắng. Chú dè dạt. Em Nụ, anh người bé như vé to. Em yên tâm nhé. Mai anh đưa em đi may váy màu hường. Dì Nụ lúc này mới nâng môi lên lườm yêu chú Thu một cái, rồi nhìn lên sân khấu. Cưới xong, dì phải đẻ bốn đứa con như hai cục bông kia mới được. Nhiên ngẩn người trước khung cảnh màu tím, nhớ lại mình cũng từng có một tình yêu oanh liệt như thế này. Tú tuy có hay trêu chọc, sổ sàng với người ngoài một chút, nhưng anh yêu chiều cô thật sự. Chỉ cần anh ở nhà, cô sẽ không phải động tay động chân bất cứ một việc gì. Nhiên nhìn quanh, chồng cô đâu rồi? Cả chú Thu nữa, đang ăn tiệc mà đi đâu vậy? Tú nhìn trước ngó sau, rồi thả con vào nôi, len lén đi ra ngoài. Chưa đi đến cửa homestay, nghe tiếng Nhiên gọi giật mình, đứng lại. Chồng, anh đi đâu đấy? Anh có hẹn với chú Thu. Ngày mai là đám cưới rồi, anh lại lôi chú ấy đi đâu vậy? Hay là lén đi gặp cô nào? Tú nhìn gương mặt phụng phịu giận dỗi của vợ, vội kéo Nhiên ra cổng. Vợ, anh thề anh đi gặp chú Thu thật mà. Thằng cu Bi ngủ rồi, cho anh đi nhé. Anh thề, anh chỉ có mình vợ thôi. Cả cái Hà Nội đều biết anh yêu vợ đến chết. Chuyện này quan trọng lắm, ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng chú Thu sau này đấy em. Anh đi dạy học chứ không đi đâu hết. Nhiên nhíu mày. Dạy học? Dạy cái gì? Cấp 3 chưa bị đuổi học là may, còn mày đặt dạy ai? Chú Thu thuê anh dạy mỗi buổi 1 triệu. Hả? Cái gì? Thì anh cũng muốn tốt cho chú ấy thôi. Cái củ tự để bao năm chú ấy sợ nó bị hỏng. Nhiên đổ bừng mặt, bích mồm chồng, sợ hết hồn, lỡ quan khách nghe thấy thì... Anh nói bé mồm thôi. Em cấm anh không được nhắc đến cái củ từ quả ớt gì ở trong cái nhà này. Thằng Bắp nó học anh cả ngày, nay cứ hỏi ông ngoại ớt chỉ thiên là cái gì đấy. Em giết anh bây giờ. Anh không nói nữa. Giờ anh đi nghe. Cho anh đi chưa? Em cảnh cáo anh không được dạy bừa cho chú Thu. Em nghe cái hàng bảo cả hai người đều chưa biết đến chuyện ấy như thế nào. Anh mà lấy tiền của chú Thu á, vậy em không cho hôn nữa. Em yên tâm, dạy như với em ngày xưa ấy mà. Hoặc anh sang bố vợ lấy giáo án về dạy. Anh chỉ lấy tiền nước thôi mà. Nhiên trừng mắt. Anh làm thế nào thì làm. Dì Nụ là chú giận dỗi. Gia đình người ta mà hụt hạt thì anh không gánh nổi tội đâu. Anh chỉ cho chú ấy cách chiều dì Nụ nữa nhé. Đừng cái gì cũng chuyện ấy. Anh hứa, anh đảm bảo luôn. Anh đi dạy học đây, học sinh đang chờ. Vợ yêu của anh về phòng chờ anh nhé. Nhiên quay vào,
Tiệc cưới đã sắp tàn, mọi người chụp ảnh cùng cô dâu chú rể trên sân khấu. Những đứa trẻ chạy loanh quanh tung kim tuyến. Cô nhìn sang, thấy thằng cô bắp nhà mình đang loay hoay đội dương miệng cho bé Na. Cô bật cười, không biết mai sau nhân duyên thế nào. Chỉ hy vọng các con sẽ có một tình yêu đẹp như bố mẹ của chúng. Na Anh đứng trong nhà nhìn ra vườn hoa. Mẹ Hằng nằm trên ghế đu dưới cây hồng Miyako. Ba Tường ngồi bên cạnh cầm quạt phe phải chén trà hoa hồng rồi đưa tận miệng cho mẹ. Ba mẹ đã trên 40 rồi nhưng tình cảm vẫn như vậy. Ba chăm nom mẹ từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ đi đâu, ba đi đó. Mẹ muốn ăn gì, tự tay ba nấu. Mẹ chỉ cần nghĩ, ba cũng đã tiếp lời. Na Anh nhìn ba mẹ thầm nghĩ. Cô sẽ chỉ lấy chồng nếu như gặp được tình yêu như ba và mẹ thôi. Ngoài cửa homestay, một người phụ nữ đi ngang qua. Bà ta có vóc dáng cao gầy, mang gương mặt khắc khổ. Một giọt nước mắt rơi xuống. Bà giờ không còn là Kiều Oanh kiêu hãnh như ngày xưa nữa. Sau những năm tháng tuổi trẻ chồng chất và những giao dịch thân xác điêu tàn, tuổi già không nơi nương tựa, không người thân thích, bà Oanh chỉ còn nhờ vào những mớ rau bán ngoài chợ sống qua ngày. Tuổi già thấm nỗi cô độc, không chồng không con, thêm nỗi ân hận về những việc mình làm trong quá khứ, không thể ngẩng đầu lên với đời. Bà Oanh biết hai đứa con mình sống trong khu biệt thự đẹp đẽ đó, nhưng không còn chút mặt mũi nào để nhìn chúng nữa. Bà hiểu bà không có tư cách, chưa bao giờ có tư cách gọi chúng là con. Bà Oanh ngậm đắng từ bỏ hoàn toàn quyền làm mẹ, không còn tư tưởng gì nữa. Na Anh thờ ơ liếc ngang, bắt gặp gương mặt già nua của bà bán rau. Cô nhẹ nhàng quay người đi vào trong. Bà nội đã từng kể cho cô nghe câu chuyện của hai chị em. Mẹ Hằng cũng đã từng gợi ý cô gặp lại mẹ ruột, thậm chí còn như vô tình đưa hai chị em đi ngang qua nơi ở của người đàn bà đó. Nhưng Na Anh chưa từng thấy có cảm xúc gì với người đàn bà kia. Thi thoảng cô nhìn thấy bà ta đi qua cũng như người xa lạ. Phải chăng mẹ Hằng mang nặng đẻ đau, cho nên dẫu không là máu mủ đi chăng nữa, thì trên đời này cô cũng chỉ có một người mẹ, là con gái của mẹ Hằng, chị cả của Mít và Lê, Táo. Ngoài cửa ồn ào tiếng ô tô dừng đổ, rồi xôn xao tiếng người nói. Na Anh nhìn ra, vợ chồng chú Tú dì Nhiên và hai anh đi vào. Na Anh nghe tiếng chú Tú. Hai thằng con vàng già tôi vừa về nhà đã đồ sang đây rồi. Con Na con Lê nhà ông bỏ bùa nó hả? Hai đứa con gái nhà tôi chỉ cần cười một cái thì con trai cả thành phố này đổ rạp rồi, cần phải bỏ bùa ư? Qua được cửa ông già này hẳn đến hai đứa nó nha. Lê chạy ra, nép ngoài cửa đỏ mặt. Chị Na, em ghét cái người da như đĩa kia, em không yêu đâu. Anh Bi mà giống dì Nhiên một tí thì em cũng yêu luôn rồi. Thế là em thích anh nhà bác Vũ phải không? Em đâu có. Na Anh không thèm nghe em gái nói gì. Cô bắt gặp một ánh mắt ngoài kia nhìn vào, tay nhỏ hồng lên, vội đi vào phòng đóng cửa lại. Hằng nhìn con gái lấp ló trong khung cửa, rồi chàng trai trẻ vội dán rèm hoa đi vào mỉm cười. Chúng nó lại bắt đầu một tình yêu đẹp như bố mẹ ngày xưa. Rặng hồng leo đu đưa trước cửa. Ngoài giường, hai đôi vợ chồng già ôm lại chuyện ngày xưa. Bên trong phòng sách, cô gái trầm tĩnh đưa những nét vẽ lên cao. Chàng trai đứng lặng người ở cửa, nhìn bóng dáng mềm mại, trái tim đập rộn rã. Cuộc đời của Kiều Oanh. Chiếc xe đạp bon bon trên đường bỗng xịt lốp. Tôi xuống xe, vuốt dòng mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Đường núi dài hàng cây số, lại vùng quê nghèo, làm sao có chỗ mà giá xăm. Lũ bạn lại đi đằng trước chẳng thèm đợi chờ. Nhìn mặt trời đứng núi, bụng đã réo ầm ĩ, đành cố kéo lê chiếc xe đạp cà tràng đi về. Vừa về đến ngõ, liếc thấy một chiếc xe ô tô sáng loáng dựng ngoài ngõ. Một chút tò mò và háo hức của trẻ con khi được nhìn tận mắt chiếc xe đẹp đẽ chỉ thấy trên tivi.
Tôi miết tay vào lớp sơn bóng bẩy bên ngoài, nó thậm chí còn không có một hạt bụi, hình như là người thành phố. Oanh, vào đây đi con. Tôi giật mình vội thu tay lại, dắt xe vào nhà. Nhìn qua, thấy lớp sơn vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lớp sơn này mà tróc thì ăn đủ với mẹ. Một ông chú đang ngồi trên chiếc bàn cũ rách nhà tôi, nhìn qua cũng biết là một người có tiền. Mẹ hôm nay ăn mặc cũng rất đẹp, tô son điểm phấn lạ thường. Cả hai người làm sáng bừng căn phòng nhỏ hẹp. Rồi tôi thấy người đàn ông đó nhìn mình với ánh mắt rất khác lạ. Tôi cũng nhìn trân trân vào ông ta, quần áo sáng loáng đẹp quá. Chủ tịch xã này cũng không có đồ mới như ông ta. Oanh, mồm đâu mà không chào ai hả? Ê, cháu chào bác. Còn là Kiều Oanh phải không? Dạ dân ạ. Mẹ tôi kéo mạnh tôi vào gần bàn uống nước, lên tiếng. Oanh, đây là bố con đấy. Bố sao? Mẹ Diễm thường nói bố mày đi xa, vài năm nữa sẽ về, và tôi cũng tin như vậy. Mấy năm trời chờ mãi, chẳng thấy bố đâu. Lũ bạn trong xóm luôn trêu chọc và biểu tôi là con hoang, tôi không có bố. Rồi cũng chai lì với những lời trêu chọc. Cái từ con hoang cũng chỉ như một từ chưa ăn cơm mà thôi. Tôi cũng chẳng chờ bố đi xa về nữa. Giờ lại thấy có bố, thật hay. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ lúc đó chỉ nghĩ rằng bây giờ nếu ông này là bố thật thì mai phải mang đi khoe khắp xóm. Oanh, sao mày đứng đực ra đấy hả? Gọi bố đi. Em cứ từ từ, con nó vẫn chưa quen. Bà Diễm thu lại ánh mắt gườm gườm, dịu giọng. Oanh, bố Long đây là mối tình đầu của mẹ. Mẹ đã mang bầu với bố con, nhưng không nói với ông ấy. Giờ bố Long biết tin, mới tìm mẹ con mình đó con. Tôi liếc đến ông Long, không thấy có cảm xúc gì, nhưng nghĩ đến có một người bố giàu như vậy, ai mà chẳng thích. Tôi nhoẻn miệng cười. Con chào bố. Tôi thấy mẹ và bố Long thở phào một hơi mà không hiểu tại sao. Người lớn có vẻ phức tạp. Vậy là từ đây, tôi có bố để khoe với lũ bạn trên lớp. Chỉ đơn giản vậy thôi, đã thấy vui rồi. Bố Long mua cho tôi cơ mang bao nhiêu là váy vóc và đồ chơi, cái mà tuổi thơ tôi chưa từng có. Tôi ngụp lặn trong đống đồ chơi mới, cảm thấy mình có bố là niềm hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng bố không ở với mẹ con tôi. Bố Long thường chỉ tạt qua nhà một vài tiếng, cùng lắm là một buổi rồi đi. Mẹ Diễm nói bố còn bận gia đình của bố, đến với hai mẹ con chỉ là nghĩa vụ. Tôi từng hỏi dì Nguyệt, nghĩa vụ là gì? Dì trả lời tôi, nghĩa vụ là tình yêu, tình yêu là nghĩa vụ. Tôi không hiểu câu nói ấy là gì, mãi đến sau này mới vỡ lẽ ra. Vài năm sau, tôi học đến lớp 5 thì mẹ Diễm mang bầu. Tôi đã vui mừng biết mấy, vì tần suất của bố Long đến nhiều hơn. Nhưng cũng từ lúc em trai ra đời, mẹ Diễm thay đổi thái độ. Tôi có thể nhận ra mẹ dành tình cảm cho em trai hơn mình như thế nào. Tôi bắt đầu có tư tưởng chống đối, cãi lại mẹ nhiều hơn. Dì Nguyệt nói đó là sự ganh tị của trẻ con khi có thêm em nhỏ. Một ngày, tôi đi học về, thấy chiếc xe hơi quen thuộc của bố Long dừng trước ngõ. Hớn hở chạy vào nhà để nhận quà của bố, thì thấy mẹ Diễm cùng mấy túi đồ lớn giữa phòng. Em trai cũng đã quần áo bảnh bao, tôi hào hứng lắm. Mấy hôm nghe mẹ Diễm nói sẽ chuyển lên thành phố. Vậy là tôi sắp được lên thành phố rồi, sắp được ngồi trong chiếc xe bóng loáng ngoài kia. Mẹ, mẹ ơi, sắp đi hả mẹ? Đi đâu mà đi? Mẹ nói nghe này, mẹ phải lên thành phố làm việc. Em nhỏ quá, không ở nhà được, nên mẹ phải đưa em theo. Con ở lại với dì Nguyệt, rồi mẹ ổn định, mẹ sẽ đưa con lên nhé. Mẹ, nhưng mà... Tôi nhìn sang bố Long chờ đợi. Tôi thấy bố thở dài, rồi bố xoa đầu tôi. Con à, con chịu khó ở nhà vài năm. Lúc nào công ty bố phát triển, rồi bố sẽ mua nhà cho ba mẹ con, đón con lên. Bây giờ lên thành phố học, bố lo không nổi. Bố xin lỗi con gái nhé. Tôi nước mắt ngán dài, nhìn theo bóng xe ô tô khuất sâu lũy tre làng. Đâu đó một niềm tin sẽ được lên thành phố. Nhưng niềm hy vọng ấy ngày càng mai một, khi hàng ngày
nghe dì Nguyệt kể về gia đình của bố. Dì Nguyệt nói bố có một gia đình rất hạnh phúc. Họ ở trong một căn nhà to, có ô tô đưa rước. Dì Nguyệt nói con gái của bố xinh đẹp như búp bê, tóc uốn xoăn, mặc váy hồng nhiều tầng và bố Long rất cưng chiều nó. Khi tôi 15 tuổi, ở cái tuổi dậy thì dễ mang lòng ghen ghét. Chỉ từng đó đã nhen nhóm lòng đố kỵ trong lòng. Tôi chợt cảm thấy căm hờn con nhỏ kia. Nó cũng là con gái như tôi, cũng được sinh ra từ một ông bố, mà tại sao lại có nhiều thứ như vậy? Mẹ tôi là người đến trước, tôi cũng sinh ra trước. Nhưng mẹ con nhà nó cướp đi tất cả những gì đáng ra là của tôi. Tôi luôn có suy nghĩ trong đầu, sẽ giành giật tất cả những gì con bé ấy có. Sống với dì Nguyệt ở quê mấy năm, học hết lớp 12, tôi được lên Hà Nội, tạm biệt lũy tre làng tối như hũ nút. Mẹ nói sau này, ba mẹ con sẽ thừa hưởng gia tài của bố, vì vậy chẳng cần phải đi học đại học làm gì, chỉ cần học mấy khóa diễn xuất, rồi bố Long sẽ cho vào showbiz. Rồi mẹ Diễm đưa tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Một đứa con gái mới lớn, chẳng phải còng lưng thi đại học, mà cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều đến tiền bạc, lại có được nhan sắc và nổi tiếng như ý muốn. Tôi đồng ý ngay, không cần do dự. Tôi nổi tiếng rất nhanh nhờ bệ phóng ngầm từ bố Long và phong nền mẹ Diễm tạo ra. Đi lên từ nghèo khó, một cô cha mẹ sống với gì. Tôi hạnh phúc lắm, cảm thấy cuộc đời mình từ đây đổi khác, không còn những ngày sống cảnh nghèo hèn lạc hậu nữa. Song, trong cuộc đời của tôi không phải vào showbiz mới thay đổi, mà thật sự sang một bước ngoặt mới khi gặp anh. Tường là luật sư nổi tiếng nhất Hà Thành. Nhờ vụ án kiện lại anh Tifan, anh thủ lý mà chúng tôi quen nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, anh như một thế giới khác, không xa hoa lộng lẫy như lớp đàn ông tiếp cận người đẹp trong showbiz, mà vô cùng vững chắc. Tôi tự nói với mình, đây là người đàn ông của cuộc đời tôi ư. Tôi tìm mọi cách để tiếp xúc với anh và lấy được trái tim anh. Anh nói anh yêu tôi vì tôi nghèo khó, nhưng không bị cám dỗ bởi ánh hào quang showbiz. Anh nói anh thương tôi vì tôi mồ côi cha mẹ. Vậy là tôi đi theo vết trượt dài của những lời nói dối để chiếm trái tim anh. Tình yêu nồng đậm đó chỉ kéo dài được một năm đầu. Những người làm nghệ thuật thường có thế giới xa hoa, thậm chí là phù phiếm. Một người làm nghệ thuật yêu một người ngoài giới khó lắm. Tường bận rộn cả ngày với những đống giấy tờ và hồ sơ khô khan. Tình yêu của anh thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi công việc. Không có những lời âu yếm, không có những cử chỉ chăm sóc dịu dàng, vì anh không muốn chuyện tình bị phơi bày trên mặt báo. Tôi sống trong thế giới của ánh hào quang mang lại, cần bồi đắp tâm hồn bởi những cử chỉ yêu đương nồng cháy. Tường không mang lại được, nhưng người khác lại có thể. Đó là tình cũ thời trung học. Dù anh ta không có nhiều tiền bằng người yêu của tôi, nhưng anh ta biết mang lại cảm xúc. Tôi và anh ta lăn xả vào nhau sau bao ngày xa cách. Mối tình vụng trộm, nó sợ hãi lắm, nhưng nó cũng thú vị lắm. Giống như bạn nhìn một trò chơi mạo hiểm, nhưng không dám thử. Khi đã thử rồi lại không thể dứt ra. Mối tình vụng trộm kéo dài được nửa năm thì tôi phát hiện mình có bầu. Tôi loay hoay không biết xử lý thế nào. Giờ tôi đã là ngôi sao gần tới hạng A, không thể cứ thế mà sinh ra được. Đứa trẻ này sẽ giết chết sự nghiệp của tôi. Hơn nữa, nó không phải là con của anh Tường. Trong lúc loay hoay suy đi tính lại thì Tường biết tôi mang bầu. Anh thậm chí còn rất mừng vui. Anh như muốn hét lên với cả xã hội rằng chúng tôi đã có con. Đối lập với thái độ của anh là tâm lý run sợ bị phát hiện ăn vụng của tôi. Tôi sợ Tường, tôi rất sợ. Tôi đã được chứng kiến anh trên tòa. Anh có dáng vẻ khác hoàn toàn so với những lời yêu thường nói. Anh đáng sợ, anh vạch trần. Anh dùng thủ đoạn áp sát con mồi để đạt được chiến thắng. Thai nhi 13 tuần tuổi đã thành hình, nhưng nỗi sợ hãi từng phát hiện lớn át cả tình thương phải bỏ một đứa trẻ đã đủ hình hài. Tôi và mẹ Diễm đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo, khiến Tường và bố anh mâu thuẫn, rồi sau đó là màn kịch ở bệnh viện, sảy thai và không thể có con được nữa. Tôi biết mẹ Diễm đã chuẩn bị hoàn toàn một cái sách thâm hiểm, nhưng tôi chấp nhận, tôi chẳng cần phải mang thai, vẫn có con.
vẫn có thể hoạt động nghệ thuật, vẫn tung tẩy như gái còn son. Và quan trọng, đứa con gái tôi ghét nhất trên đời phải làm thay điều đó. Nó lấy đi của con tất cả thì phải phục vụ con cả đời sau. Như lời của mẹ Diễm nói, tôi phải cảm ơn nghề diễn, cảm ơn thế giới giả dối của mẹ Diễm tạo ra. Để lần đầu tiên gặp mặt nó, tôi đã kiềm chế được mà không lao vào xé xác. Nó càng hiền thục, càng ngây thơ, càng khơi chiến niềm kiêu hãnh và hận thù trong tôi. Cuộc sống của tôi ở lũy tre đồng ruộng, không đủ miếng cơm hàng ngày. Tôi sống với dì Nguyệt khổ lắm. 12 tuổi đã đi cày cấy, 13 tuổi đã chai mạc bán hàng ngoài chợ, 14 tuổi đã phục vụ cho cả nhà dì. Còn cuộc sống nhung lụa đã cho nó cái gì? Nó ăn sung mặc sướng, nó vô tư, nó không phải đề phòng cảnh giác. Nó sai rồi, nó không biết nó đang dần lọt xuống đáy bẫy của mẹ con tôi tạo ra. Sai lầm tuổi trẻ của nó đẩy tôi lên đỉnh vinh quang. Tôi hả hê trong chiến thắng, sự nghiệp ngày càng cao vút. Mẹ Diễm không còn cho tiền, hoạt động showbiz cũng chỉ đủ mua sắm. Lại cộng thêm người tình trong bóng tối, suốt ngày đòi chu cấp. Tôi phải bòn rút từng đồng của Tường. Tôi cần tình của Tường và cả tiền của anh nữa. Tôi chẳng cần đứa con nào cả. Từ một đứa con gái ngoan hiền trở thành vụ lợi, tiền bạc và thù hận đã lấy đi tình thương đối với hai đứa trẻ huyết thống của mình. Điều tôi không ngờ tới là cái bẫy mẹ con tôi tạo ra lại phản bội lại tôi. Tường có tình cảm với nó. Tôi phát điên. Tôi cố gắng để tách nó khỏi hai đứa trẻ. Tôi sợ sự qua lại giữa Tường và hai đứa con sẽ khiến anh càng nảy sinh tình cảm với đứa con gái mà tôi căm hận. Nó trở về với ánh hào quang, tôi lại càng điên loạn. Tôi không thể nào để nó đạt được nguyện ước. Tôi bán thiết kế của nó gửi gắm cho một nhà thiết kế khác. Tôi tìm cách loại nó khỏi cuộc thi trong nước. Tôi hả hê, tôi sung sướng với suy nghĩ nó không bao giờ bước chân được vào làng thiết kế Việt. Ấy vậy mà, nó lại dám hạ gục tôi trên chính sàn đấu mà tôi catwalk, lấy chính người tôi yêu để làm bia đỡ chống lưng. Tường đã yêu nó lắm rồi. Bằng một cách nào đó, anh biết được tôi không hề không thể mang thai. Anh tàn nhẫn, anh bội bạc với người từng yêu anh say đắm. Tôi thất vọng và khổ sở khi chính bàn tay đã từng vuốt ve yêu thương mình lại muốn bóp chết đường sống của tôi. Khi đối diện với ánh mắt hận thù của anh, tôi thấy mình chẳng còn gì nữa. Anh yêu nó đến nỗi có thể bất chấp đổi trắng thay đen, bất chấp để nắm tay nó mà dồn tôi vào bước đường cùng. Vậy ra tình yêu 2 năm qua của tôi dành cho anh là số 0. Anh chưa từng lưu nhớ. Giây phút ở cánh cửa địa ngục là giây phút tôi hiểu rõ kẻ gây ra chuyện này, kẻ đã cướp Tường khỏi tay tôi. Tôi nung nấu ý định trả thù. Phải giết chết con súc vật kia. Tôi phải cướp Tường về và lấy lại cuộc sống như trước đây. Ý định trả thù càng được bồi đắp khi biết mình không phải là con ruột của bố Long. Đã có lúc tôi muốn dừng lại tất cả khi nhận ra mình là quân cờ suốt bao nhiêu năm của người đàn bà tôi đã từng gọi là mẹ. Tôi nhận ra mình không còn gì trong cuộc đời. Tôi chẳng còn gì để mất. Tình không có, một người thân cũng không. Nhục nhã nhất là sinh ra từ một người làm đĩ. Tôi hận người sinh ra mình, hận người đã nhạt tôi từ lúc còn đỏ hỏn, hận người mang lại động cơ để tôi mất trắng tình tiền trong tay. Chẳng còn cách nào khác, tôi chấp nhận đắm mình trong những mối quan hệ trao đổi thân xác. Tôi lặp lại quá khứ của người đã sinh ra tôi, chấp nhận là một con đĩ bán thân nuôi mồm. Nghề nào rồi cũng có tuổi hẹn, cái nghề của tôi bị toàn xã hội khinh bỉ càng rút hạn sớm hơn, bởi nó chịu ánh mắt khinh rẻ, bị những cái nhìn xỉa xối của người đời xâm lấn. Tuổi 40, nhận bao sơ sát, bầm dập, tôi mới thật sự ân hận về những gì mình đã làm trong những năm qua. Tôi nhớ lại hai đứa con xinh xắn như thiên thần mang dòng máu chảy của mình. Tôi chưa từng lưu tâm đến chúng, chỉ coi chúng là công cụ để kiếm tiền và giữ chân một người đàn ông. Giờ đây, đến lúc tuổi già, tôi mới ngắm nỗi đau không chồng không con. Thèm khát một tiếng gọi mẹ, nhưng không còn đủ tư cách nữa. Tôi chỉ có thể nhìn chúng qua ô cửa, nhìn chúng lớn khôn hàng ngày dưới bàn tay chăm sóc của người phụ nữ tôi đã từng căm hận mấy chục năm trời. Tôi thất bại hoàn toàn.
cô ấy hơn tôi khi có trái tim của một người mẹ. Tôi thật sự sám hối, thì đời chẳng còn gì nữa. Tuổi già chưa đến, nhưng sức đã cùng lực kiệt rồi. Tiền từ những mớ rau không đủ trang trải qua ngày, nói gì đến đi bệnh viện. Hôm nay, tôi không nhớ ai đã đưa mình vào viện nữa. Có ở đâu thì vẫn một mình đơn côi thôi. Các giường bên cạnh, kẻ cơm bưng người nước rót. Những người trẻ có vợ hoặc chồng, những người già có con hoặc cháu. Tôi đối khác không hạt cháo nào vào bụng. Đau đớn không có viên thuốc nào vào thân. Cảm nhận được sự suy cùng lực kiệt mỗi ngày qua đi. Từng giọt máu rút dần khỏi cơ thể. Tôi nhớ lại lần Na bị thiếu máu. Người đàn ông kia chạy đôn chạy đáo tìm máu mỗi ngày. Người phụ nữ mà tôi ghét nhất lại truyền máu cho đứa con chẳng cùng huyết thống. Tôi muốn có một lời xin lỗi với người phụ nữ kia. Nhưng mà... chẳng còn cơ hội nữa. Đồng Vi Hằng à, tôi xin lỗi cô. Từng sự kiện một cứ in trong đầu, mỗi lần xuất hiện như một cây búa lớn giáng xuống trái tim. Tiếng những người xung quanh càng làm cơn đau buốt nhói lên từng cơn. Mấy chục năm trước, bà ta nổi tiếng lắm, rồi hết thời đứng đường bán dâm, không đẻ được. Không phải đâu, tôi nghe có đẻ con, nhưng dứt ra đường rồi, nhà giàu họ nuôi rồi. Tôi nhắm mắt lại, thấy cả bầu trời xanh. Con bé Na cầm cành hoa trắng, chạy lại, rồi nó khóc, gọi lên tiếng, mẹ ơi. Na Anh thấy mẹ mình nghe điện thoại, rồi làm rớt ống nghe lao ra ngoài. Được nửa chừng, mẹ quay trở vào, nhặt lên gọi điện thoại rất lâu. Mẹ đi vào, đôi mắt đỏ hồng, mẹ nắm tay cô. Na, bà ấy đã mất rồi. Na giật mình thảng thốt, cô sững người. Mẹ nói bà ấy là ai? Đi, đi với mẹ nghe cô. Na lắc đầu, quay trở vào phòng đóng cửa lại. Cô ngồi ôm gối, nhìn ra cánh hoa tigon dở đôi trước gió. Người đàn bà ấy, cô có bao giờ tha thứ? Bà ấy không coi chị em cô là con. Bà ấy không có trái tim của một người mẹ. Cô chỉ có một mẹ, là mẹ Hằng mà thôi. Hai vợ chồng đứng ngoài cửa con gái. Do dự mãi, cô nên gõ cửa không? Tường nắm tay vợ, thu lại. Em à, em để con có thời gian riêng tư. Nếu nó muốn thì sẽ tự động thôi. Hai vợ chồng lặng lẽ quay ra, thu dọn xe và chuẩn bị hoa gọi Vĩ về. Xe vừa ra khỏi gara, bóng Na chạy ra cửa, xe đột ngột thắng gấp. Cô bước lên, lầm lũi, nhìn ra ngoài ô cửa, không nói gì. Những ngôi mộ đơn sơ nằm ở nghĩa địa vùng quê. Mộ bà Oanh càng đơn giản hơn, đúng nghĩa một nắm mộ nhỏ, đất vẫn còn dẻo vì đợt mưa hôm qua. Gió thổi về lạnh lẽo lắm. Na Anh đứng trước mộ, mẹ Hằng khoác lên chiếc áo len mỏng màu đen. Na Anh không nói gì, khẽ đặt xuống cành hoa trắng. Vị đốt một nén nhang, căn mộ có thêm chút hơi ấm của đời. Na Anh nhìn cái tên trên bia mộ, quỳ xuống lặng lẽ cắm chân nhang, khói nhang bay vào mắt. Một giọt nước rơi xuống trên bia mộ đã bị trận mưa đêm qua xô ngã và đất dẻo trùm hết kính gần cái tên. Cánh tay trắng mảnh khảnh của cô phủi đi những lớp đất, rồi từng tiếng nấc nho nhỏ khẽ vang lên trên nghĩa địa vắng hoe. Mẹ Oanh, tôi, con tha thứ cho mẹ rồi. Hằng nhìn Na bên mộ chị ấy, nước mắt chậm chậm rơi xuống. Nhưng trong lòng Hằng, cô rất hãnh diện khi đã dạy được Na biết cách tha thứ.
chỉ có tha thứ mới có thể vơi đi những hận thù trong lòng thôi. Người đã mất, nhang đã cháy xong, coi như cõi lòng đã thanh thản, chị ấy về trời cũng không còn vấn vương gì nữa. Tường đang tay vào tay Hằng, trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều xuất hiện dấu ấn của những người phụ nữ. Kiều Oanh xuất hiện một quãng ngắn thôi, nhưng ấn tượng không ngờ, đó là nỗi đau cô ấy để lại cho cả hai con và vợ chồng anh. Nhưng bây giờ, đứng trước ngôi mộ này, anh thấy lòng mình đã buông bỏ hận thù những năm trước. 53 năm cuộc đời một con người chưa đủ dài, nhưng cũng không phải quá ngắn. Oanh đã biết sám hối là ông trời đã thương rồi. Những ngày về sau, Oanh sẽ theo dõi hai đứa nhỏ từ bên kia thế giới. Con Oanh cũng đã nhận mẹ, vậy là đủ để gánh nặng trong lòng bao năm của hai vợ chồng anh được hạ xuống. Hai chị em Na đi về phía ba mẹ, ôm cánh tay mỗi người một bên. Khi chiếc xe vừa chuyển bánh rời khỏi, Na quay đầu nhìn lại ngôi mộ một lần nữa, rồi mỉm cười. Mẹ ơi, con được lọt vòng bán kết bộ sưu tập của trường Lê Cát. Một tuần nữa sẽ là hạn nộp bài thi chung kết dự tuyển. Con vừa nghĩ ra tên của bộ sưu tập đấy. Mẹ có muốn nghe không? Ồ, con gái mẹ thi thố mà không báo cho ai hay biết vậy nhỉ? Con chọn tên gì rồi? Vết thương của gió, mẹ nhé. Ờ, nghe mà lạ vậy con. Có ý nghĩa gì? Ba biết được không? Không đâu, chỉ hai mẹ con biết thôi. Na Anh lấp lánh ánh mắt đượm buồn, nhìn mẹ Hằng mỉm cười, rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Mọi vết thương khi cơn bão quét qua khiến nó rất đau. Nhưng mà theo thời gian, cũng nhờ những cơn gió mà những vết thương ấy rồi sẽ không còn nữa. Đưa bàn tay đặt nhẹ lên ngực mình, miệng mỉm cười, cô gái khẽ nói: Mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt. Cơn mưa đêm qua kết thúc một mùa giông bão. Phía xa xa, ánh nắng hờn sáng một góc trời, nhẹ nhàng như muốn lau khô đi đau thương của những ngày trước. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.